Mỹ đã chuẩn bị 18 kịch bản hành động trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine. Báo Mỹ, nếu Moscow quyết định xâm lược Kiev, Washington sẽ cung cấp vũ khí và huấn luyện quân nổi dậy. Trung Quốc sắp mất đi một con át chủ bài. H5N6 ở Trung Quốc diễn biến nghiêm trọng, WHO kêu gọi hành động khẩn cấp. Số vụ ly hôn ở Trung Quốc giảm mạnh, nguyên nhân do thủ tục. Kính chào quý vị, sau đây là nội dung chi tiết mục tin thế giới trưa ngày 16 tháng 1 của DKN TV. Mỹ đã chuẩn bị 18 kịch bản hành động trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã phát triển 18 kịch bản khác nhau trong trường hợp leo thang xung quanh Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland cho biết trong cuộc phỏng vấn với Financial Times. Tôi sẽ không công bố cụ thể về 18 kịch bản khác nhau. Tôi chỉ nói rằng quyết tâm của chúng tôi và các thỏa thuận với đồng minh sẽ giáng một đòn đau rất mạnh nếu Nga thực hiện bước này dưới bất kỳ hình thức nào, bà nói. Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây và Ukraine về các hành động gây hấn, tuyên bố không đe dọa và sẽ không tấn công bất kỳ ai, và các bài phát biểu về sự xâm lược của Nga được sử dụng như một cái cớ để đặt thêm thiết bị quân sự NATO gần biên giới Nga. Bộ Ngoại giao Nga trước đó lưu ý, những tuyên bố của phương Tây về sự xâm lược của Nga và khả năng giúp Kiev tự vệ là vô lý và nguy hiểm. Đồng thời, Ukraine và các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại về việc Nga gia tăng các hành động gây hấn gần biên giới Ukraine. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí Tổng thống Liên bang Nga, tuyên bố Nga đang chuyển quân trong lãnh thổ của mình và theo quyết định của riêng mình. Theo ông, Nga không đe dọa ai và không nên lo lắng về điều đó. Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Nga. Bà Nuland lưu ý, Hoa Kỳ và Liên bang Nga đã nghe thấy nhau tại các cuộc hội đàm nhưng chưa thực sự bắt đầu một cuộc thảo luận nghiêm túc. Chúng tôi muốn tiếp tục nói chuyện. Chúng tôi tin điều này nên được thực hiện trên cơ sở có đi có lại. Cụ thể là họ sẽ bày tỏ sự bất bình của mình, nhưng chúng tôi cũng có những lo ngại riêng, bà nói. Báo Mỹ, nếu Moscow quyết định xâm lược Kiev, Washington sẽ cung cấp vũ khí và huấn luyện quân nổi dậy. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1, tờ New York Times đưa tin Mỹ đang cân nhắc một chiến lược chặn đứng mục tiêu của Nga mà không cần can dự trực tiếp trong trường hợp Moscow xâm lược Ukraine. Tờ New York Times cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như chưa quyết định về việc chính phủ của ông sẽ làm gì trong trường hợp Moscow chiếm đóng nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này. Tuy nhiên, tờ báo này khẳng định rằng các quan chức Mỹ đã đưa ra biện pháp đáp trả khả dĩ trong trường hợp một cuộc tấn công xảy ra. Washington rõ ràng tin rằng Ukraine không có cơ hội kháng cự sức mạnh quân sự của Nga trong một trận chiến mở và thay vào đó tập trung hỗ trợ chiến tranh du kích của Ukraine trên lãnh thổ có thể bị Moscow chiếm đóng. Tờ New York Times dẫn lời cựu tư lệnh tối cao NATO, Đô đốc James Stavridis, cho rằng nếu Tổng thống Nga Putin xâm lược Ukraine bằng một sức mạnh quân sự lớn, thì sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và NATO, ví dụ như vũ khí tình báo, mạng, chống thiết giáp và phòng không, tên lửa hải quân tấn công, sẽ tăng lên đáng kể. Và nếu nó biến thành một cuộc nổi dậy của Ukraine, Tổng thống Putin nên nhận ra rằng sau khi tự mình chiến đấu với các cuộc nổi dậy trong 2 thập niên, chúng ta đã biết cách trang bị, huấn luyện và tiếp thêm năng lượng cho các cuộc nổi dậy. Vị cựu đô đốc này rõ ràng đã rút ra kinh nghiệm của Mỹ ở Afghanistan. Ở đó, Washington là đầu tiên ủng hộ lực lượng du kích Hồi giáo chiến đấu với quân đội Liên Xô vào cuối những năm 1970 và 1980, sau đó chiến đấu với Taliban trong khoảng 2 thập niên trước khi rời khỏi quốc gia Nam Á này một cách khá vội vàng vào năm ngoái. Theo ông Stavridis, sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine sẽ khiến các nỗ lực của chúng ta ở Afghanistan chống lại Liên Xô trông thật tệ hại nếu so sánh. Kế hoạch này sẽ liên quan đến việc huấn luyện lực lượng nổi dậy ở các nước NATO lân cận như Ba Lan, Romania và Slovakia, cũng như cung cấp cho họ vũ khí, hỗ trợ hậu cần, thiết bị y tế và các nơi ẩn náu trong các cuộc phản công của Nga nhằm vào các lực lượng du kích. Cho đến nay, Mỹ tuyên bố nước này chỉ cung cấp cho Ukraine vũ khí phòng thủ, bao gồm tên lửa chống tăng, radar, thiết bị liên lạc và tàu tuần tra để tránh khiêu khích Nga. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc sắp mất đi một con át chủ bài. Thưa quý vị, một thời gian trước, Trung Quốc đã thống trị gần như tuyệt đối một số mắt xích trong chuỗi công nghiệp đất hiếm toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy lợi thế về tài nguyên đất hiếm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang dần suy yếu và chuỗi cung ứng đất hiếm độc lập mà Hoa Kỳ và các đồng minh đang nỗ lực xây dựng đã bắt đầu hình thành. Vào ngày 14, Thượng viện Hoa Kỳ đã đề xuất một đạo luật lưỡng đảng yêu cầu các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ ngừng mua đất hiếm từ Trung Quốc vào năm 2026, đạt được sự tách rời với Trung Quốc và yêu cầu ngũ giác đài xây dựng các kho dự trữ vĩnh viễn các khoáng sản chiến lược. Được biết,
Dự luật được gọi là đạo luật phục hồi năng lượng thiết yếu và an ninh cho đất hiếm năm 2022 do Thượng nghị sĩ Tom Cotton, một đảng viên Cộng hòa từ tiểu bang Arkansas và một đảng viên Dân chủ từ Arizona khởi xướng. Đây là dự luật mới nhất trong một loạt các dự luật của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn sự kiểm soát của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp đất hiếm. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mới đây đưa tin, mặc dù Trung Quốc đã là quốc gia khai thác đất hiếm lớn nhất thế giới kể từ những năm 1990, nhưng quá trình phát triển với cường độ cao trong nhiều năm cũng dẫn đến việc tiêu thụ tài nguyên nhanh chóng. Theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trữ lượng đất hiếm của Trung Quốc năm 2016 vẫn là 55 triệu tấn, nhưng đã giảm xuống còn 44 triệu tấn vào năm 2020. Trữ lượng đất hiếm đã được kiểm chứng của thế giới vào năm 2020 sẽ là 120 triệu tấn và tỷ trọng của Trung Quốc đã giảm từ gần 50% xuống còn khoảng 36%. Báo cáo năm 2020 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết, đất hiếm được khai thác ở gần 20 quốc gia trên thế giới. Trong một bài báo năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Cơ quan Khảo sát Địa chất Trung Quốc cho biết, kể từ năm 2010, 261 công ty ở 37 quốc gia đã phát triển tổng cộng 429 dự án đất hiếm. Lấy ví dụ như dự án đất hiếm Dog Mountain do Hoa Kỳ phát triển ở Texas, mỏ đất hiếm khổng lồ này đã được xác định là đủ cung cấp cho nhu cầu đất hiếm của Hoa Kỳ trong 130 năm. Theo trang web chính thức của chính phủ Texas, bắt đầu từ năm 2023, American Rare Earth, công ty chịu trách nhiệm cho dự án, sẽ bắt đầu sản xuất hơn 300.000 tấn oxit đất hiếm. Với việc khai thác tài nguyên đất hiếm ở Hoa Kỳ và việc phát hiện ra tài nguyên đất hiếm mới ở các nước khác, mô hình dự trữ tài nguyên đất hiếm trên thế giới đã thay đổi. Theo báo cáo, Phòng Thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge, Hoa Kỳ cho biết, một công nghệ nguyên tố đất hiếm mới do họ phát triển có ý nghĩa thay đổi cuộc chơi, bởi vì các nguyên tố đất hiếm có trong vỏ trái đất ở nồng độ đã có thể khai thác được, trước tiên chúng phải được tách ra về mặt hóa học. Nhưng quá trình này không chỉ lãng phí, gây ô nhiễm mà còn vô cùng tốn kém. Phòng Thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge cho biết trong một thông cáo báo chí vào cuối tháng trước rằng công nghệ của họ có thể tách đất hiếm, rất tiết kiệm chi phí và có thể thay đổi đáng kể hiện trạng của ngành vì lợi ích của các nhà sản xuất đất hiếm của Hoa Kỳ. Công nghệ mới hiện đã được cấp phép cho một nhà sản xuất hóa chất hữu cơ ở Bắc Carolina. Báo cáo trên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chỉ ra rằng sau 10 năm làm việc chăm chỉ, Linas của Australia đã trở thành nhà cung cấp thành công nhất các sản phẩm luyện và tách đất hiếm. Công ty hiện là nhà máy tách đất hiếm lớn nhất và hiện đại nhất trên thế giới bên ngoài Trung Quốc. Báo cáo nghiên cứu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Trung Quốc cũng tin rằng Hoa Kỳ đã thiết lập sơ bộ một chuỗi cung ứng tài nguyên đất hiếm độc lập với Trung Quốc. Xét về mức tiêu thụ đất hiếm ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã đạt được sự độc lập về đất hiếm. Dữ liệu cho thấy giá trị nhập khẩu các sản phẩm tinh chế từ đất hiếm của Hoa Kỳ có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Chuyển sang tin tức cập nhật về Trung Quốc. H5N6 ở Trung Quốc diễn biến nghiêm trọng, WHO kêu gọi hành động khẩn cấp. Thưa quý vị, Trung Quốc đã báo cáo 2 trường hợp tử vong do cúm gia cầm sau khi xác nhận 5 trường hợp mới nhiễm H5N6. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp. Các chuyên gia đã lo ngại về số lượng gia tăng các trường hợp cúm gia cầm ở người tại Trung Quốc và cảnh báo chủng virus này có thể lây nhiễm sang người nhiều hơn. 5 người, gồm 4 người đàn ông và 1 phụ nữ, ở tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Chiết Giang và khu tự trị Quảng Tây đã bị nhiễm chủng cúm gia cầm vào năm 2021. The Sun đưa tin dẫn nguồn từ Sở Y tế Hồng Kông. 2 trong số những người này hiện đã chết, 3 người còn lại hiện đang ở bệnh viện để chiến đấu vì sự sống của họ, các quan chức cho biết trong một tuyên bố. 4 trong số 5 người bị nhiễm bệnh đã tiếp xúc với gia cầm sống trong nhà. Người đầu tiên chết vì H5N6 vào tháng 12 là một người đàn ông 75 tuổi ở Luzhou, Tứ Xuyên. Anh ta bị nhiễm vào ngày 1 tháng 12, vội vàng đến bệnh viện vào ngày 4 tháng 12 và qua đời vào ngày 12 tháng 12. Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông 54 tuổi ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, bị nhiễm bệnh ngày 8 tháng 12, nhập viện ngày 16 tháng 12 và tử vong ngày 24 tháng 12 vừa qua. Một phụ nữ 51 tuổi ở Hàng Châu, Chiết Giang đã bị ốm hôm 15 tháng 12 và được đưa đến bệnh viện 3 ngày sau đó. Trong tuyên bố, tình trạng của cô ấy được liệt kê là nguy kịch. 2 người đàn ông khác đến từ Liễu Châu, Quảng Tây, một người 53 tuổi và một người 28 tuổi cũng bị nhiễm bệnh và phải nhanh chóng đến bệnh viện vào ngày 23 tháng 12. Tình trạng của người đàn ông lớn tuổi được liệt kê là nghiêm trọng, trong khi tình trạng của người trẻ hơn cũng rất nặng. Tổng cộng 63 trường hợp nhiễm cúm gia cầm AH5N6 ở người đã được báo cáo tại Trung Quốc kể từ năm 2014. Hơn một nửa trong số đó được báo cáo trong 6 tháng qua. Mặc dù con số thấp hơn nhiều so với hàng trăm người bị nhiễm H7N9 trong năm 2017, nhưng các ca nhiễm trùng khá nghiêm trọng, khiến nhiều người bị bệnh nguy kịch. Hầu hết các trường hợp đã tiếp xúc với gia cầm và không có trường hợp nào được xác nhận là lây truyền từ người sang người,
WHO cho biết vào tháng 10 năm 2021. Họ cho biết cần phải điều tra thêm để hiểu rõ rủi ro và sự gia tăng của sự cố tràn sang người dân. Sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh này ở người ở Trung Quốc trong năm nay là điều đáng lo ngại. Năm ngoái, Zais Kuken, giáo sư về bệnh học so sánh tại Trung tâm Y tế Đại học Erasmus ở Rotterdam cho biết đây là một loại virus gây tử vong cao. Có thể là biến thể này dễ lây nhiễm hơn cho người, hoặc có thể có nhiều loại virus này hơn ở gia cầm vào lúc này, và đó là lý do tại sao nhiều người bị nhiễm bệnh hơn. Trung Quốc là nhà chăn nuôi gia cầm lớn nhất thế giới và sản xuất vịt hàng đầu, đóng vai trò là ổ chứa virus cúm. Số vụ ly hôn ở Trung Quốc giảm mạnh, nguyên nhân do thủ tục. Thưa quý vị, năm ngoái, số vụ ly hôn ở Trung Quốc đã giảm gần 40%. Các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang coi đây là hiệu ứng của hệ thống cân nhắc ly hôn được giới thiệu vào năm ngoái. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP ngày 15 đưa tin, trích số liệu thống kê từ chính phủ Trung Quốc cho biết, số vụ ly hôn ở Trung Quốc trong 3 quý đầu năm ngoái là 1,58 triệu vụ, giảm 1 triệu, tương đương 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tháng này, hơn 50.000 cặp vợ chồng đã rút lại quyết định ly hôn sau một tháng cân nhắc, theo Cục Dân sự thành phố Trùng Khánh, miền Tây Trung Quốc, giảm 44% so với năm 2020. Thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này cũng công bố số vụ ly hôn năm 2021 là 16.000 vụ, giảm 33% so với năm trước, thấp nhất trong 10 năm. Về vấn đề này, một quan chức của một thành phố trực thuộc tỉnh Quý Châu cũng cho biết, 25% cặp vợ chồng nộp đơn ly hôn đã lấy lại bình tĩnh trong thời gian nghị án. Tại Trung Quốc, kể từ tháng 1 năm ngoái, các cặp vợ chồng nộp đơn ly hôn phải trải qua thời gian cân nhắc 30 ngày. Các nhà chức trách cho biết, hệ thống này có hiệu quả trong việc giảm thiểu tình trạng ly hôn liều lĩnh và thúc đẩy sự ổn định xã hội, nhưng kể từ đó, những lời chỉ trích vẫn tiếp diễn về việc chính phủ can thiệp quá mức vào quyền tự do kết hôn. Một số ý kiến cho rằng tỷ lệ ly hôn đã giảm do thủ tục ly hôn ngày càng phức tạp hơn sau khi luật này ra đời. Nếu người phối ngẫu không nộp đơn, quy trình sẽ không bắt đầu, và nếu một trong hai người hủy bỏ trong khoảng thời gian 30 ngày, quy trình sẽ phải bắt đầu lại. Cũng có lập luận cho rằng tòa án không dễ dàng cho ly hôn nếu đó là đơn xin ly hôn đầu tiên. Một nhà tâm lý học ở Thượng Hải nói với SCMP, các nhà chức trách cho rằng hệ thống suy ngẫm về ly hôn là hiệu quả, nhưng xét từ góc độ hạnh phúc cá nhân, nó không giúp hàn gắn một cuộc hôn nhân tan vỡ. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin Thế giới trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.